Ngọc Lan, Ngọc Lan bạn ơi, nhà mình có lô mấy cái cây Ngọc Lan mà nó đẹp cái là bạn nhìn này, hoa nó rất là sai luôn ạ. Bạn nhìn thấy nào. Đấy. Loại là loại hoa rất là sai. Bông to thơm đẹp lắm ạ. Với hai nữa là cái cây này là thuần chậu nha bạn nhé. Trong cái chậu rất xinh rồi, về bạn có thể là đặt chậu luôn, trồng luôn cũng được. Cây thì đảm bảo gọi là 100%, chỉ gọi là xê chuyển từ chỗ nọ đến chỗ kia nên là cây rất là đảm bảo. Chiều cao của cây cao khoảng tầm 2 mét rưỡi có dư. Còn đâu cái đường kính gốc đây nhé bạn nhé. Một cái đốt ngón tay của mình thì là khoảng tầm 2 cm. Cây này đường kính gọi là tầm 4, hơn 4 thoải mái luôn. Thoát thân đấy ạ. 1, 2, 3 được 60, cái chỗ này được tầm cứ cho rẻ ít đi là 65 đi. Mấy cái cây thì nó cũng tương đồng như thế. Cây này thì gốc to hơn một chút xíu nữa này. Đây ạ. Này phải gần đường kính 6 ạ. Thoát ạ. 1 2 3 60. Cây đẹp lắm. Nụ hoa rất là nhiều luôn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu Ngọc Lan đang trong chậu thần chậu rất đẹp như này rồi thì vui lòng alo thật sớm bạn nhá. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Ngoài vườn thì còn một số các cây khác nữa, các bạn có mua nhu cầu mua nhiều hay mua ít thì cứ thông tin nhá. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.